Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức có trong chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Talk Show của chúng tôi. Kính thưa quý vị, trong nhiều năm trở lại đây, thị trường ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành sơn nói riêng đang bước vào một cuộc chạy đua lớn khi ngày càng có nhiều nhãn sơn ra mắt trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về mọi mặt. Tuy nhiên, song song với đó cũng có nhiều doanh nghiệp sản xuất vì trục lợi cá nhân mà sử dụng các vật liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, công nghệ sản xuất sơ sài, kém chất lượng, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người sử dụng. Để cùng bàn luận về vấn đề này, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới anh Ngô Văn Mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ạ. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn anh đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ thưa anh, trong nhiều năm trở lại đây thì thị trường sơn ở Việt Nam đang ngày một phát triển. Bên cạnh những cái chất lượng sơn tốt thì vẫn còn có những cái chất lượng sơn kém và sử dụng chất phụ gia cũng như là ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường. Vậy thì anh có đánh giá như thế nào về tình trạng này? Kính thưa MC, thưa quý vị khán giả, như chúng ta cũng biết là thị trường sơn ở Việt Nam hiện nay rất đa dạng, nhiều mẫu mã sản phẩm, nhiều loại hình, các công ty sản xuất các loại sản phẩm sơn khác nhau. Dạ. Tại sao nó lại có những cái đa dạng nhiều loại hình sản phẩm như thế này? Thì chúng ta cũng biết là trong cái thời gian vừa qua cũng như giai đoạn hiện sắp tới hiện nay ngành công nghiệp xây dựng đang trên đà phục hồi cũng như là tiếp tục phát triển. Và chính cái ngành công nghiệp xây dựng phát triển như vậy đồng hành với cái việc gọi là các cái công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm sơn thì cũng gia tăng và tăng trưởng theo. Dạ. Và theo thống kê của Hiệp hội cũng như Mực In thì cho thấy rằng cho đến thời điểm hiện nay chúng ta thấy là có khoảng xấp xỉ 700 các công ty sơn lớn nhỏ khác nhau trên thị trường. Và tất cả những công ty sơn lớn nhỏ như vậy thì cũng như cái ngành công nghiệp xây dựng phát triển như vậy thì có nghĩa là cũng không thể tránh khỏi những cái mặt hàng sơn mà có sự cạnh tranh cũng như là có những cái sản phẩm gọi là kém chất lượng như đã và đang tồn tại trên thị trường hiện nay. Vâng. Với một cái thị trường mà có nhiều cái sản phẩm sơn kém chất lượng như vậy thì người tiêu dùng nếu mà tiếp xúc lâu với nó thì có những cái ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta cũng biết là với một cái sản phẩm sơn hay cho sơn cho một cái tòa nhà thì chúng ta thấy rằng có những thời gian mà nó tồn lưu. Dạ. Những cái gọi là mùi sơn thì nó rất là tồn tại rất là lâu. Có những công trình chúng ta thấy rằng là sau khi sơn xong cả tháng thì chúng ta mới chuyển vào chúng ta ở được. Và để gọi là tại sao nó lại có những cái tồn tại như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà sản xuất sản phẩm sơn thì nó bao gồm bốn cái yếu tố chính. Dạ. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là có chất gì ạ? Chất tạo màng. Dạ. Thứ hai là chúng ta hay các hãng sản xuất người ta sử dụng cái bột màu. Thứ ba là người ta sử dụng là chất phụ gia. Và thứ tư là sử dụng dung môi. Và trong bốn cái thành phần chính như vậy thì có hai cái thành phần mà chúng ta thấy rằng nó ảnh hưởng trực tiếp, như chúng ta vừa nói là người ta sẽ sử dụng cái phụ gia và dung môi. Hai thành phần này nó là hai cái thành phần chính dễ bay hơi. Dạ, vâng. Tạo ra cái gọi là ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là môi trường xã hội mà chúng ta, những cái ngành công nghiệp sơn chúng ta đang tồn tại hiện nay. Và chất phụ gia cũng như dung môi nó ảnh hưởng như nào, có nghĩa con người ta sau khi mà hít phải những cái sản phẩm sơn và những cái sản phẩm như vậy thì nó ảnh hưởng trực tiếp đối diện tới quá trình hô hấp, sức khỏe tới quá trình hô hấp của chúng ta. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp với cái sản phẩm này thì chúng ta dễ gây ra những cái dị ứng cũng như phản ứng của cái sản phẩm sơn đấy, kích ứng cơ thể của chúng ta. Dạ thưa anh, với những cái mà ảnh hưởng xấu như vậy thì một cái sản phẩm sơn tốt là phải cần đảm bảo những yếu tố gì ạ? Chúng ta biết rằng đối với các nhà sản xuất mà cần sản xuất ra một cái sản phẩm sơn tốt thì chúng ta phải đáp ứng được các cái yêu cầu. Thứ nhất là nhà sản xuất phải lựa chọn cái công nghệ tiên tiến. Thứ hai là nhà sản xuất phải lựa chọn được các cái vật liệu đầu vào nó thân thiện với môi trường. Thứ ba là nhà sản xuất sẽ phải áp dụng các hệ thống quản lý. Thứ tư là áp dụng các tiêu chuẩn sản phẩm.
Do vậy nhà xuất cũng phải đáp ứng yêu cầu quy chuẩn Việt Nam 16 này của Bộ Xây dựng. Dạ vâng, hiện nay thì cái thị trường sơn nó đang có nhiều biến động như vậy và phức tạp như vậy. Vậy thì ông có những cái lời khuyên gì dành cho người tiêu dùng khi mà muốn chọn mua một sản phẩm sơn tốt ạ? Khi chúng ta lựa chọn một cái mặt hàng nào tồn tại xuất hiện trên thị trường cho phục vụ cho cái quá trình sử dụng của chúng ta, thì chúng ta hãy là người tiêu dùng thông thái. Và người tiêu dùng thông thái này, để gọi là đi vào cụ thể đối với sản phẩm sơn mà chúng ta lựa chọn, thì thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn được cái hãng có uy tín, tên tuổi lớn trên thị trường. Thứ hai là sản phẩm đấy phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thứ ba nữa là phải công bố tiêu chuẩn chất lượng đầy đủ. Thì tất cả những thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác như vậy, chúng ta nên lựa chọn tất cả những cái hãng mà có uy tín như vậy. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy rằng việc lựa chọn nhãn hiệu sơn rất quan trọng đối với các công trình xây dựng. Để đảm bảo được chất lượng sơn bền vững cùng năm tháng cũng như là tính thân thiện với môi trường, người tiêu dùng cần phải tìm hiểu kỹ thông tin và những lựa chọn chính xác nhất cho mình. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những nhãn hiệu sơn nội địa được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Những năm gần đây, thị trường ngành sơn phát triển với rất nhiều các thương hiệu ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng cao của người tiêu dùng. Với mong muốn mang đến những sản phẩm sơn thân thiện môi trường, an toàn với sức khỏe con người, công ty cổ phần tập đoàn Tiên Đồng đã đưa ra thị trường sản phẩm sơn Gravitech với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các loại sơn thông thường. 90% nguyên liệu từ nước ngoài, sơn Gravitech được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, điều khiển bằng vi tính. Hệ thống quản lý chất lượng sơn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn Việt Nam. Toàn bộ phần mềm của hệ thống sản xuất sơn và pha màu được sử dụng theo công trình hợp tác khoa học kỹ thuật Việt-Nhật, hướng tới mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm trong việc phát triển của mình. Bên cạnh dây chuyền sản xuất hiện đại, công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này, công ty cổ phần tập đoàn Tiên Đồng cam kết về chất lượng sản phẩm sơn Gravitech luôn ổn định. Trong những năm qua, sơn Gravitech đã không ngừng nghiên cứu và liên tục cho ra đời những sản phẩm mới phù hợp với thị yếu của người tiêu dùng, phát triển đồng bộ cùng với sự phát triển của đất nước. Sơn Gravitech là một sản phẩm sơn chất lượng và rất thân thiện với môi trường. Ngoài những tính năng của dòng sơn cao cấp như độ bóng, độ chai, độ mịn, độ bền kiềm, độ bám dính, đặc biệt là sơn Gravitech có ưu điểm vượt trội khác biệt so với các dòng sơn trên thị trường, đó là độ phủ, tức là độ dôi khi sử dụng, có thể tiết kiệm được từ 15-20% chi phí cho khách hàng và chủ đầu tư. Việc tiết kiệm này vẫn đảm bảo được chất lượng của công trình, và điều này đã được kiểm nghiệm và trải nghiệm qua thực tế của chính người tiêu dùng như khách sạn 5 sao Mường Thanh Hạ Long, các resort cao cấp Hải Phòng và ở Quảng Ninh, Bắc Linh, Bắc Giang, Hà Nội và rất nhiều công trình cao cấp khác trên khắp cả các tỉnh thành trong cả nước. Sơn Gravitech cam kết mang đến cho khách hàng nhiều hơn mong đợi, đúng như slogan của công ty chúng tôi. So với các loại sơn trên thị trường, sơn Gravitech không những mang đến độ bền màu cao, chống thấm, có tính co giãn và tính nhiệt đới hóa, mà còn thân thiện với môi trường và con người, với các đặc tính xanh như hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp, gần như không mùi trong khi thi công và trong quá trình sơn khô. Sơn Gravitech là dòng sơn thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, sơn Gravitech có độ phủ cao, giúp người tiêu dùng gia tăng lợi ích do tiết kiệm được chi phí và phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Bên công ty chúng tôi đã kết hợp và đồng hành cùng hãng sơn Gravitech được hơn 7 năm rồi. Và đồng hành qua thời gian qua thì sản phẩm sơn Gravitech đem lại cho chúng tôi sự cảm nhận rất là yên tâm về một cái sản phẩm sơn nước. Qua quá trình sử dụng thì khách hàng cũng đánh giá rất là tốt cái sản phẩm của chúng tôi, đó là hãng sơn Gravitech, đem lại cho người ta sự ổn định về thời gian, về độ bền màu, độ phủ cao và tính năng vượt trội, đó là chùi rửa rất là tốt, độ bóng cao. Thì qua thời gian sử dụng thì người ta cũng đã giới thiệu cho rất nhiều người thân, quen, bạn bè đến ủng hộ sản phẩm của sơn Gravitech của công ty cổ phần tập đoàn Tiên Đồng, cũng như là cũng là cái cơ hội tốt để chúng tôi quảng bá cái hình ảnh thương hiệu của công ty. Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội,
góp phần tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc. Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Đồng ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Thì tôi đưa công trình này vào sử dụng được 1 năm rồi. Và sau 1 năm sử dụng thì tôi thấy rằng là cái độ bền màu rất tốt, rất đẹp. Và cái khả năng chống bám bụi tốt, mình lau chùi vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Và tôi nhận thấy rằng là với sản phẩm sơn Gravitech thì có nhiều cái ưu điểm nổi trội. Đó là cái độ che phủ tăng tốt, độ co giãn tốt, bền màu. Và đặc biệt là có một ưu điểm tôi thấy là rất hài lòng, đó là cái thân thiện với môi trường. Và tôi nghĩ rằng sau công trình này thì sau này tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè cũng như là người thân của tôi sẽ sử dụng cái sản phẩm của hãng Gravitech. Sau 15 năm phát triển, công ty cổ phần tập đoàn Tiên Đồng đã đưa các sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng nhiều hơn bằng cách phân phối các sản phẩm tới tỉnh thành trên toàn quốc. Với tiêu chí chất lượng được đưa lên hàng đầu, sản phẩm của công ty ngày càng phân phối rộng và được nhiều khách hàng yêu thích. Hiện nay, khách hàng có thể tìm mua các sản phẩm sơn Gravitech trên các đại lý, nhà phân phối toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi, rất mong quý vị và các bạn sẽ lựa chọn được cho mình những sản phẩm sơn chất lượng. Đến đây thì thời lượng chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn anh đã tham dự chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Tiêu dùng 24/7. Thân ái chào tạm biệt.